xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Thuy. Chủ đề của video hôm nay sẽ là một cái chủ đề MG House, những cái sản phẩm mình đã sử dụng hết trong thời gian vừa qua. Và lý do tại sao đến thời điểm bây giờ mình mới làm cái chủ đề này không phải là mình thiếu mỹ phẩm nha mọi người, mình còn rất rất nhiều mỹ phẩm ở đây, chỉ là một phần thôi, còn rất nhiều nữa. Nhưng mà do là khi mình sử dụng hết đó, mình quăng, mình bỏ đâu mất những cái vỏ mất tiêu rồi, nên bây giờ không phải là có ở đây hết đâu mà chỉ là một phần thôi. Tuy nhiên thì để mà làm được một cái chủ đề về MG House, mình nghĩ rằng á phải có một cái thời gian thật sự đủ dài, bởi vì đâu phải là một cái sản phẩm mọi người sử dụng hết một lần là mọi người có thể đánh giá được cái sản phẩm đó. Nếu như chỉ sử dụng hết một chai mà chúng ta đưa ra một cái kết luận là nó đáng mua lắm, nó không đáng mua, mọi người đừng mua, mọi người mua đi, thì mình thấy nó khá là phiến diện. Bởi vì có một vài sản phẩm nó sẽ phải cần thời gian nó hiệu quả trên da của mình. Mặc dù khi mà mua một cái sản phẩm mình đã tìm hiểu rất là kỹ về thương hiệu này, về triết lý của họ, về cái cách dưỡng da của họ như thế nào, nhưng mà khi sử dụng quá mình còn phải nghiên cứu tìm tòi cái cách sử dụng sao cho tối ưu và chờ nó quật trên da của mình. Có thể là một cái sản phẩm đó phải sử dụng từ 2 đến 3 chai mình mới thấy được cái hiệu quả. Nên nếu như mà sản xuất cái MG House gọi là quá nhiều, ví dụ một năm mà sản xuất 2-3 lần đó, thì mình nghĩ nó không đủ thông tin để nói với mọi người. Và thêm một cái điều nữa đó chính là, ví dụ như đối với một cái hạng mục quá, mọi người có thể xài thêm một vài sản phẩm nữa để mình có sự so sánh. Đôi khi nó có cái ưu điểm này nhưng mà cái khuyết điểm kia, và nó sẽ bù trừ cho một cái sản phẩm này có cái ưu điểm này với một cái khuyết điểm kia, thì chúng ta có thể cân nhắc để mà sử dụng theo kiểu là nếu mà nó ưu điểm này thì chúng ta sử dụng cho mục đích này, còn khuyết điểm này thì chúng ta tránh cái mục đích này đi, chúng ta đổi qua cái mục đích khác. Thì nó cũng chưa phải gọi là nhận xét một cái sản phẩm nó không làm được gì đối với bản thân của chúng ta và không mua lại thì nó khá là phiến diện. Bởi vậy để mà có một cái video thật là ý nghĩa thì mình xin phép mọi người là một vài năm mình sẽ làm một lần, nhưng nó sẽ rất là chất lượng mọi người nha. Ví dụ như video hôm nay, vậy thì giờ không để mất quá nhiều thời gian nữa, mình sẽ đi vào chi tiết của video, mình sẽ chia ra từng hạng mục để cho mọi người thấy được là có một cái sự so sánh rõ ràng, ví dụ như nhu cầu nào thì mọi người có thể mua được sản phẩm đó, và sau khi mà sử dụng hết thì cảm nhận của mình về sản phẩm đó như thế nào, đánh giá toàn diện luôn nha, về chất lượng, về giá tiền và cả cái công năng đem lại nữa. Vậy thì mục đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với tẩy trang. Đây mọi người sẽ thấy đầu tiên đối với hạng mục tẩy trang thì những cái năm vừa qua mình có sử dụng hai dòng, một dòng là dòng dầu và một dòng là dòng nước. Dầu thì mình chọn đến tẩy trang của nhà Suemura để tẩy trang vào buổi tối, tại vì buổi tối thì mình sẽ cần thêm cái sự feeling, massage, chăm sóc da này kia. Còn với tẩy trang dạng nước thì mình sẽ sử dụng vào buổi trưa, buổi trưa để mà mình reapply kem chống nắng. Thì có hai dòng mà mình sử dụng khá thích, đó chính là Comfort Zone và nước tẩy trang đến từ nhà Teosan, thì cũng đều là micellar water hết mọi người ha. Đầu tiên thì đối với lại cái chai dầu tẩy trang của nhà Suemura, dòng màu nâu này là dành cho da lão hóa, và cái chai này là chai full size luôn, 450ml, mình mua đâu tầm 3 triệu và mình sử dụng phải 1 năm nó mới hết. Mặc dù là hãng recommend mọi người chỉ sử dụng 6 tháng thôi, nhưng mà thực sự đối với mình là một cái người không make up quá nhiều thì mình sử dụng 1 năm mới hết một chai này thì thực sự luôn mình thấy nó cũng không phải là mắc. Tại vì nó tính ra nó cũng rẻ mọi người, tại vì cả một năm lận mà 12 tháng cho 3 triệu thì đâu có tới đâu là bao nhiêu đâu, nhưng cái hiệu quả nó đem lại rất là đã luôn mọi người. Nó thơm, nó massage cho da, nó feeling cho da và nhũ hóa cực kỳ nhanh luôn, và tẩy được tất cả mọi make up cứng đầu khó chịu. Nói chung đây là một dòng tẩy trang bét nhất của mình, và mình chắc chắn sẽ mua lại chai thứ hai để sử dụng vào buổi tối. Rất là đáng mua và mình recommend là mọi người cứ mua full size đi, vì nó không hề phí tiền một xíu nào. Còn đối với lại hai cái chai nước tẩy trang nhà Teosan và nhà Comfort Zone thì nó đang bị một cái câu chuyện gọi là, đối với cái nước tẩy trang của Teosan á thì nó sau khi rửa tẩy xong mọi người sẽ thấy có một cái độ ẩm cho da rất là đã. Tuy nhiên nó không sạch được make up nha mọi người. Nói chung là tẩy buổi trưa để reapply lại kem chống nắng thì ok, nhưng mà ngày đó mà mọi người có make up á là chịu rồi. Còn đối với nước tẩy trang của nhà Comfort Zone á thì nó sạch được make up, sạch rất là sâu luôn, nhưng sau khi tẩy xong thì nó lại khá là khô. Với đối với da của mình, da mình là một cái dạng làn da thường đó, da khô á, nên con này thì nó lại khô.
đó, nhưng nó là sạch. Thì hai con này, cái ưu điểm của con này là nhược điểm con kia, mà ưu điểm con kia là nhược điểm con này đó. Thì mình thấy rằng á, là nếu như mà không có xuất hiện đối tượng thứ ba thì có thể là mình sẽ mua lại một trong hai dòng này. Tuy nhiên đã xuất hiện đối tượng thứ ba, đó chính là nước tẩy trang của nhà Residum. Mình đã chia sẻ với mọi người trong cái video best skincare của mình rồi, thì cái con đó y như là cái tích hợp của hai con này, nó vừa sạch sâu make up mà nó vừa ẩm mượt cho da sau đó nữa. Nên từ ngày mà có cái con đó thì mình không mua lại hai con này nữa. Nên đây là hai cái con mà nếu như mà mọi người có cái nhu cầu giống mình là muốn vừa sạch sâu cả make up chống trôi và cả ẩm mượt cho da sau đó thì có thể tham khảo tới Residum, bỏ qua hai dòng này giúp mình ha. Hạng mục thứ hai đó chính là sữa rửa mặt. Mình thì trong một cái năm vừa qua mình rửa rất là nhiều loại nha, nhưng mà hiện tại giờ giữ vỏ là còn khoảng 3 loại như thế này, và mình sẽ rửa với một cái tần suất là sáng một lần, tối một lần. Thì mình thấy rằng đó là ba cái dòng mà mình giới thiệu với mọi người thì nó cũng khá gọi là tiết kiệm á, trong đó sẽ có hai dòng này là tiết kiệm nhất, gần như là phải 6 đến 8 tháng mới phải thay lại một cái loại mới. Đầu tiên á, mình có một cái loại nước tẩy trang đến từ nhà Teosan tên là AHA Cleansing Gel. Thì đối với cái dòng này nha, mình thấy rằng cực kỳ là ngon và đáng cho mọi người mua, bởi vì trong này nó có hyaluronic acid ở dạng RHA, đó là một cái công thức độc quyền của nhà Teosan, nên khi mọi người rửa xong á, nó rất là ẩm mượt cho da và nó có một cái mùi thơm rất là đã. Hẳn thì nói rằng sản phẩm này có khả năng làm sáng da, tuy nhiên thì mình cũng không thấy quá rõ trong cái tác dụng này. Tuy nhiên á, là dạng gel mình mua đâu khoảng tầm 1 triệu cho cái size 150ml, nhưng mà xài rất là tiết kiệm, khoảng 4 tới 6 tháng mới hết một chai như thế này. Và thật sự nếu như mà mình không có thử những cái dòng mới thì chắc là mình sẽ mua lại dòng này luôn á mọi người, vì nó rất đáng mua, rất ngon luôn á mọi người ha. Nên rất là recommend cho bạn nào mà từ làn da thường đến làn da khô nên mua em này, tại vì thật sự luôn là mình phải đánh giá là 10 trên 10 luôn á. Tiếp theo thì mình có một cái dòng nước tẩy trang đến từ nhà Suwasu, và mình phải dành một cái lời khoe khen cho hãng này, bởi vì đây là một cái dòng nước tẩy trang có một cái mức giá khá là rẻ. Mình mua mà lúc mà đợt mà canh sale ở trên sàn á thì nó rơi tầm khoảng 650 cho một cái size này là size 200ml, và cái cũng là dạng gel luôn, nên size nó rất là tiết kiệm, khoảng 6 đến 8 tháng cũng mới hết một chai như thế này. Mọi người lấy một lượng tí xíu thôi, mọi người lấy cái tay mọi người massage là nó đã tạo bột rồi, và nó có một cái mùi thơm xăm nhẹ nhàng. Và trên da mình là một da thường đến da khô, khi mà mình sử dụng á mình cũng thấy nó rất là ẩm mượt luôn, và mặc dù là lúc mà mình treatment có rát một tí xíu thì xài vẫn ổn, và nó vẫn đem đến cho mình cái sự dịu mà nhẹ khá là đáng khen á mọi người. Nên đây là một cái dòng sữa rửa mặt mà mình cũng recommend là mọi người có thể tham khảo để mà mua, bởi vì chất lượng ok, giá mềm. Và cũng như mình đã nói, nếu như mình không thử một dòng mới thì chắc là mình vẫn sẽ mua lại em này. Và dòng sữa rửa mặt cuối cùng đến từ nhà Residum, và đây là cái con mà mình khen ở trong best skincare của mình trong năm 2023. Con này thì nó có cái vòi bơm tạo bột sẵn, nên nó đổ ra là nó đã tạo bột rồi, mọi người không có cần là phải lấy cái tay tạo bột cho nó, và mọi người chỉ cần đập lên mặt và mọi người rửa thôi. Và con này nha thì nó sẽ có mùi thơm lài rất là đã, giá thì chỉ có 530.000 thôi, chất lượng thì đến từ châu Âu và không thua kém như một cái hàng 2E nào hết. Nên trời ơi, đây là một con rửa mặt xịn mịn nữa mà mình nghĩ là mọi người nên mua đó. Và trong ba con sữa rửa mặt thì Teosan nó là mắc nhất, nên nó có thể là trừ điểm một tí xíu cho Teosan, chứ còn để mà nói chất lượng ba em này thì gọi là như nhau. Nhưng mà điểm cộng cho Residum là cái giá rất là hợp lý, rơi tầm khoảng 530 thôi. Nên trong ba dòng này thì sẽ vót cho mọi người mua Residum ha. Hạng mục tiếp theo mình muốn chia sẻ đó chính là tẩy da chết. Và trong hai cái sản phẩm này thì chỉ có cái con Ambisilicone 15% AHA này là mình sử dụng hết nha mọi người. Còn cái con này vẫn còn hơn 2/3 chai. Và cái con này là một cái con mình đã chê trong một cái tập gọi là những sản phẩm mình sẽ không mua lại. Lý do là cái vòi thiết kế của con này nó quá là hở mọi người, nó rất là chán luôn, nó rất là dỏm luôn, nó hẻ ra như thế này. Và mọi người lấy cái sản phẩm ra nó rất là dễ bị văng tung tóe ra ngoài. Ngoài ra là vì nó hở tạch ra như thế này á, thì trong quá trình mình cứ mở ra mở vô vậy á, thì mình rất là dễ sợ rằng á là cái chất lượng sản phẩm nó bị bay hơi ra ngoài và giảm đi chất lượng sản phẩm, kiểu như sử dụng kiểu cảm giác không an toàn á. Nên đây là một sản phẩm mình chê và mình sẽ không mua lại luôn. Và hơn nữa nha mọi người, về nói rằng 8% AHA nhưng mà thật sự nó rất là lạc lẽo, nó rất là nhẹ nhàng ở trên da, nó không có một cái ý nghĩa gì quá nhiều đâu, mà mình đã phải bỏ ra một số tiền là 850.000. Trong khi đối với cái độ mà quật trên da như con này, mình mua một cái sản phẩm Hàn Quốc 300.000 thì nó đã quật được như vậy rồi. Đáng lẽ ra đối với một thương hiệu đến từ châu Âu và mức giá khoảng 850.000 thì mình sẽ kỳ vọng là nó quật trên da mình mạnh hơn, nhưng mà không nha mọi người, nó khá là êm đềm và dịu nhẹ, cỡ ngang tầm như là Paula Choi 5% vậy đó. Nên đây là một sản phẩm mình sẽ không mua lại.
Còn đối với lại em đi sư cô review 15% án A thì là một cái sản phẩm mình đã khen quá quá nhiều rồi, và mình rất là vote cho mọi người nên mua, bởi vì đây là một cái sản phẩm nó tích hợp AHA và HA nên nó làm cho da mình nó siêu căng bóng luôn đó. Và khi mà tẩy da chết nó cũng tiện cho mình, có nghĩa là mình chỉ cần bôi trên da 20 phút sau đó lau sạch đi và skin care bình thường, nên cái routine hàng ngày của mình nó khá là tối giản, cộng thêm là AHA đi với HA nên nó sẽ tạo cái độ bóng cho da nhiều hơn so với những cái sản phẩm khác, nên thực sự đây là một cái con tẩy da chết rất đáng mua và chắc chắn là mình sẽ mua lại, bởi vì mình cũng chưa tìm ra được cái con nào mà ngon hơn con này để mà thay thế hay là trải nghiệm hết, nên là sẽ mua lại một sản phẩm tiếp theo về cái con Ambisical Repeal, và hiện tại bây giờ nó vẫn đang hiện hữu trong cái routine của mình đó mọi người. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào hạng mục serum. Serum thì chúng ta sẽ chia ra rất là nhiều các phần nhỏ nha mọi người, tại vì serum thì mọi người cũng biết là nó cần rất là nhiều công năng, và đối với da của mình là một cái làn da thường đến làn da khô, quan tâm tới lão hóa thì mình sẽ có 3 dòng serum chính. Đầu tiên là serum HA, thứ hai là D-Night Repair, và thứ ba là yếu tố tăng trưởng. Thì đi vào từng phần mình sẽ nói với mọi người tại sao mình lại phải chọn những cái dòng serum có những công năng đó. Đối với lại hạng mục serum HA thì như mọi người cũng biết, một cái làn da thường đến làn da khô rất rất là cần HA, không thể nào sống thiếu HA được. Nó giống như một cái cây khô héo mà mọi người phải tưới cho nó thì mọi người mới thấy rằng nó tươi, nó tắm, nó ngậm nước và nó mơn mởn ra được. Nên chắc chắn trong routine của mình phải có serum HA, và một năm thiệt sự luôn là mình ngốn rất nhiều serum HA nha mọi người. Gần như là một chai serum HA mình sẽ sử dụng cỡ khoảng tầm một tháng hoặc là hơn một xíu thôi, tại vì cái tần suất sử dụng của mình là sáng tối đều đặn nên nó rất là hao. Và hiện tại ở đây mình có một số những dòng, như là đầu tiên là HA của Mexo, HA của Image, HA của nhà SkinCeuticals, HA của nhà Nova và HA của nhà Telsan. Thì trong những cái dòng này vẫn còn thiếu, có nghĩa là mình còn HA của IF và HA của Christina nữa, nhưng mà mình bị bỏ mất tiêu những cái vỏ đó rồi. Thì trong những dòng này có cái con HA của nhà Mexo là mình thấy rằng nó chưa có đã lắm đối với da của mình. Nó sẽ phù hợp với những bạn nào từ da hỗn hợp thiên dầu đến da dầu thì nó sẽ ok hơn. Còn như da mình á thì hơi thiếu một xíu, có nghĩa là nó không có kéo cái cảm cho mình dài cả ngày được, mà khoảng tới trưa trưa thì mình sẽ thấy nó hơi khô lại và bắt buộc phải reapply, thì như vậy nó khá là phiền và cũng như là hao tốn, nên đây là một cái dòng mình sẽ không mua lại. HA của Image và HA của nhà SkinCeuticals là hai dòng HA nó rất là đã đối với da thường đến khô giống mình, và sau 30 tuổi nha mọi người, rất là đủ ẩm luôn, kiểu rất là đã luôn, đủ ẩm cả ngày luôn và sử dụng có một cái sự gọi là mềm mại và kiểu như là căng mọng cho da thường đến da khô. Nó thật sự những cái bạn nào mà có những cái kỳ vọng nhiều về HA, cảm nhận là muốn có một cái HA phục hồi làm ẩm sâu, làm mềm, ổn á, thì cứ mua hai dòng này, dòng nào cũng được nha, nó đều vẫn sẽ đem đến cái hiệu quả như nhau. Tiếp theo thì mình sẽ có HA của nhà Telsan và HA của nhà Nova. Thì đối với nhà Telsan thì nó không chỉ dừng lại ở HA mà nó sử dụng là RHA, cái công nghệ của filler được sử dụng vào trong sản phẩm bôi thoa, công nghệ độc quyền của Telsan luôn. Và trong này còn có đi với amino acid rồi thêm một số những cái thành phần như là N-acetin glucosamine, và cái chất của nó gel đặc mà y chang như là filler vậy đó. Và mọi người bôi lên trên da trời nó rất là phê luôn. Nó rất là đã, nó căng, nó mọng, nó tưng cái da luôn. Nói chung là rất là đã luôn. Đây là một cái con HA mà phê nhất cho những cái da thường đến da khô và lão hóa. Thật sự luôn, nếu như mà da các bạn không quá lão hóa, kiểu như là khoảng xấp xỉ 30 trên dưới ngoài 30, mọi người sử dụng những dòng này mọi người không có thấy cái gì mà gọi là khác biệt nhiều. Nhưng để khoảng sau 35 đi, mọi người thử con này, mọi người sẽ thấy có một sự khác biệt rất là rõ rệt. Và con này rất là đáng mua luôn. Nếu như cái giá cao một tí xíu thì mình nghĩ là vẫn đáng cho mọi người mua lại. Và đây là một con mình sẽ mua lại mọi người ha. Và cuối cùng là HA của nhà Nova. Thì đối với HA của nhà Nova, nếu như chỉ dừng lại HA thì mình thấy rằng nó sẽ cung cấp một cái độ ẩm tương tự như là SkinCeuticals hay là Image, thì cũng không gọi là gì quá đặc biệt đâu để mà nhắc. Tuy nhiên thì trong con này nó lại tích hợp DNA Repair vào, nên sử dụng một sản phẩm được hai nhu cầu là vừa HA vừa DNA Repair thì mình thấy nó lại lợi hời cho người sử dụng, theo kiểu là mua một sản phẩm mà được tới hai công năng. Nên đây là một con mà mình vote rất nhiều trong cái live stream nhà mình, là mình khuyến khích là mọi người nên mua, bởi vì nó được tới hai công năng thì mọi người sẽ hời hơn cho mọi người á. Nên đây là một sản phẩm chắc chắn là mình sẽ gắn bó rất là lâu dài trong thời gian tới. Tiếp theo thì sẽ là hạng mục serum cung cấp DNA Repair cho làn da. À,
Thì đối với cái vai trò của DNA Repair, mình đã từng chia sẻ với mọi người rất là nhiều, nó là một trong những hoạt chất vàng trong làn chống lão hóa luôn. Bởi vì khi mà cái DNA của mình nó được sửa chữa tổn thương và nó sẽ được nối lại, nó kiểu như được bảo tồn và nó làm sao cho cái việc sao chép DNA của mình nó được diễn ra một cách gọi là chính xác và lâu dài, thì nó sẽ giúp cho mình chống lại lão hóa rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bệnh lý khác về da, ví dụ như là nám sạm, mụn này kia nọ, thì cái DNA Repair nó cũng sẽ giúp cho da của mình nó sẽ được sửa chữa và nó sẽ cải thiện được những cái vấn đề đó. Nên thật sự nếu mà không có đủ tài chính thì thôi, đã có tài chính thì mình rất là khuyến khích mọi người nên có một sản phẩm DNA Repair ở trong routine skincare. Và đối với những cái DNA Repair thì như mình đã nói ở đầu video là mọi người phải cần thời gian để thấy nó hiệu quả trên da, chứ không phải là xài một chai xong rồi đánh giá là nó nhạt nhẽo, nó không có ý nghĩa gì hết. Bởi vì nó là một cái sản phẩm không thể làm cho mọi người giảm đỏ, dịu da nếu như mọi người gặp những cái vấn đề mà kích ứng khi sử dụng rèn. Và nó cũng không phải là một cái sản phẩm mà kiểu cấp ẩm làm mềm da để mà mọi người thấy ngay lập tức. Nên sử dụng một chai mà đánh giá liền là nó tốt hay không tốt thì nó rất là phiến diện. Ví dụ như Dali mình đã dùng tới chai thứ 3, chai thứ 4, chai thứ 5 gì rồi á, nhưng mà ở đây mình chỉ còn bỏ 2 chai thôi đó. Nên á, để mà đánh giá được DNA Repair có hiệu quả trên da không thì mọi người nên xài khoảng tầm 6 tháng. Thì mọi người sẽ thấy rằng khi mà mình chơi treatment nha, mình có DNA Repair trong routine á, thì mọi người thấy cái da mình nó rất là khỏe trước tác động của ánh nắng. Giống như ngày xưa khi mà chơi treatment, tại sao cứ ra đường là ban ra là cái da nó nắng, nó đỏ, nó đen, kiểu cái da mình nó như thủy tinh vậy đó. Xài treatment xong rồi phải giữ cái da như là phải bỏ trong tủ kính cất lại đó. Còn từ ngày sử dụng DNA Repair, da rất là khỏe. Chơi treatment cỡ nào nhưng ban ra nắng da nó vẫn mơn mẫn, vẫn căng bóng, vẫn rất là khỏe khoắn. Thì đó chính là cái hiệu quả của DNA Repair đem lại. Và chỉ có những người nào mà đủ sự kiên nhẫn xài nó thì mới thấy được. Và mọi người cứ đặt một cái niềm tin vào một cái công trình khoa học được gọi là đã cấp bằng sáng chế và đã đạt giải Nobel vào năm 2015, thì mọi người có một cái niềm tin rất mãnh liệt để mà xài DNA Repair. Và ở đây thì mình có 3 hãng là ZO, Neova và Ryori, cũng chính là 3 hãng duy nhất có DNA Repair đã được phân phối chính hãng vào Việt Nam. Còn trên thị trường chỉ có đúng 3 hãng này nha mọi người. Còn lại thì không biết ở trên thế giới còn hay không, nhưng mà chưa phân phối vào Việt Nam. Và trong 3 hãng này thì có Neova là cái là cha đẻ luôn. Họ nghiên cứu ra DNA Repair từ rất là lâu và Neova chính là cái nhà được cấp giải Nobel và họ sử dụng trong tất cả các sản phẩm của nhà Neova luôn. Còn ZO thì có thể là họ chỉ mua lại cái công thức, hoặc là Ryori cũng chỉ mua lại, nên chỉ có một sản phẩm. Ví dụ như ZO chỉ có Dali có DNA Repair thôi, còn Ryori cũng chỉ có cái con này là có DNA Repair thôi. Thì sau khi mà trải nghiệm xong á, thì mình thấy rằng cái khả năng mà làm tốt cho cái việc sửa chữa tổn thương của da thì ba chai này nó đều sẽ là như nhau và nó đều sử dụng ba enzyme hết và rất là tốt. Tuy nhiên thì cái finish trên da, cái texture của con nào nó sẽ phù hợp với mình nhất. Đầu tiên thì đối với Dali thì ngày xưa mình có từng chia sẻ với mọi người nó là dạng nhũ tương. Thì nếu như đối với cái làn da thường, đối với làn da khô giống mình á, layer nhiều bước thì cũng còn gọi là được đi. Nhưng nếu như mà những cái bạn nào mà da dầu mụn mà kẹp Dali vô để layer thêm với những cái bước khác nữa thì nó khá là dày và bí da, nên nó cũng không phải là quá thoải mái. Còn đối với DNA Repair của nhà Neova thì nó sẽ cũng cái texture khá giống với lại ZO và nó cũng cho mỗi cảm giác khá là bí như vậy. Nên nếu như bạn nào từ làn da thường đến làn da khô thì ok, còn dầu và dầu mụn thì thôi, không nên, cân nhắc là không nên sử dụng ZO hay là của Neova. Còn đối với lại Ryori thì cái texture của nó rất mỏng nhẹ, thoáng, da thấm nhanh, nên mọi người hoàn toàn thoải mái có thể sử dụng được cho da dầu mụn mần ha, rất là thoải mái. Tuy nhiên cái độ đem đến cái độ hiệu quả cho da mà cao á, mà nhanh á, thì mình chưa thấy nó bằng những cái chai này. Nó phải cần thời gian nhiều hơn một tí xíu mới thấy được mọi người ha. Nên thật sự mọi người chọn hãng nào cũng được, chỉ cần chọn cái texture nó phù hợp với da là ok. Hạng mục serum tiếp theo đó chính là yếu tố tăng trưởng. Như mình đã nhắc ở rất nhiều các video trước thì vai trò của yếu tố tăng trưởng đối với một cái làn da quan tâm tới lão hóa nó rất là quan trọng luôn. Bởi vì yếu tố tăng trưởng nó sẽ có khả năng kích thích tăng sinh collagen, làm dày mô da và trời ơi nó đóng một cái vai trò rất là mạnh mẽ trong cái việc chống lão hóa. Bởi vì mọi người biết rồi, khi mà da chúng ta càng lớn tuổi thì nó sẽ có xu hướng bị mỏng đi. Nên nếu mà các bạn đã quan tâm tới chống lão hóa thì các bạn nên có một sản phẩm yếu tố tăng trưởng trong routine. Và yếu tố tăng trưởng thì nó cũng sẽ chiết xuất từ rất là nhiều nguồn, ví dụ như là tủy xương, từ mô
mỡ hay là từ thực vật. Và ở đây thì mình đã từng sử dụng con yếu tố tăng trưởng đầu tiên là đến từ nhà Jack O tên là Growth Factor. Thì con này thời điểm đó nó khá là mắc luôn, 5.3 triệu cho một con, và nó chỉ chiết xuất từ thực vật thôi, nhưng mà mức giá phải thiệt sự rất là cao. Nhưng có một điều mình không gắn bó được là cái texture của nó quá dày và bí, không có thấm được quá nhanh, và khi bôi với những cái sản phẩm khác nó cũng rất là khó chịu, nên đó chính là lý do mà mình không gắn bó được với cái sản phẩm yếu tố tăng trưởng đến nhà Jack O. Và mình cũng đã từng chia sẻ với mọi người trong một video khác của mình là mình sẽ không mua lại sản phẩm này. Tiếp theo sau đó thì mình lại tiếp tục trải nghiệm các sản phẩm yếu tố tăng trưởng đến từ nhà Ante. Thì Ante là một trong những nhà mà chiết xuất yếu tố tăng trưởng từ tủy xương mọi người nha, tủy xương người luôn á. Và nó rất là mạnh mẽ trong cái việc mà làm dày mô da, làm khỏe da, và kiểu như là tốt cho những cái bạn nào mà bị nhiễm kem trộn tái tạo rửa thuốc. Tuy nhiên thì cái layer, cái texture của con này thì nó không quá dày và bí như là của Growth Factor thôi, nhưng nó cũng gọi là không phải là mỏng nhẹ thoáng da, kiểu như là nó vừa phải, nhưng mà nếu layer nhiều bước mà ở thời tiết Sài Gòn á thì cũng gọi là khó chịu đó. Nhưng mà thôi, nếu như không có sự lựa chọn khác á thì mình vẫn có thể tiếp tục sử dụng Ante được đó, chứ không có đến nỗi là không mua lại như là Growth Factor. Nhưng sau mãi sau này thì mình lại va phải cái con Growth Factor đến từ nhà Off Music, và mình đã từng giới thiệu với mọi người rồi. Thì cái con đó, cái texture nó rất mỏng nhẹ thoáng da, và tới hiện tại mình cũng đang sử dụng. Và từ ngày mà mình va con đó một cái là thôi, mình quyết định là không mua lại những sản phẩm này nữa. Nên thật sự luôn là nếu như các bạn nào mà cần tìm một cái con yếu tố tăng trưởng sử dụng thì có thể tham khảo Off Music Growth Factor. Mọi người ha, mình sẽ để hình ở đây. Và mọi người cố chịu khó cân nhắc đưa một sản phẩm yếu tố tăng trưởng vào trong da nếu như mọi người quan tâm tới lão hóa, và mọi người có tài chính, mọi người từ từ mọi người sử dụng gắn bó đi, mọi người sẽ thấy da mình nó sẽ khỏe, nó sẽ dày, nó sẽ giảm đi những cái hiện tượng mao mạch máu trên da, đồ rất là tốt luôn, rất là đáng đồng tiền bát gạo. Hạng mục serum tiếp theo mà mình đã sử dụng hết trong vài năm gần đây đó chính là serum trắng da. Trời ơi, một cái người mà có những cái sắc tố trên da, ví dụ như là sạm nám và rất là dễ bị nổi nám, thì mình phải có một con serum trắng da trong routine. Và mình đã trải qua rất là nhiều, Vitalife phải là vài chai rồi đó mọi người. Rồi có thêm cái sản phẩm đến từ nhà Everton nè, của Skin Better nè, sẽ có luôn Despot của nhà Viadam, và có cả Brightener của nhà Ante luôn. Thì trong những cái sản phẩm này á thì mình sẽ không thích mua lại nhất là con Brightline. Lý do là con này nó khá là finish khá là dày và rất là dễ bị nổi mụn nha, bởi vì trong con này nó có peptide. Và ví dụ như da mình ngày đó hơi ẩm ương một xíu mà mình bôi con này nó rất là dễ nổi mụn luôn. Đó, nên cái texture con này mình cũng không thích, và layer nhiều bước nó cũng khá là khó chịu. Nên đây là một cái sản phẩm mình sẽ không mua lại nha mọi người ha, Brightline của nhà Jack O. Tiếp theo thì tới với Everton. Everton thì cũng là một cái con khá ngon, bởi vì cái finish mỏng nhẹ thoáng da, thấm nhanh, rất là dễ chịu khi sử dụng. Nói chung là đây một sản phẩm ok, có thể gắn bó được. Và nếu như không gặp những sản phẩm khác thì có thể là mình sẽ mua lại Everton rồi. Nhưng tiếp theo mọi người chờ mình đánh giá tiếp. Thì đối với lại cái con Brightener của nhà Ante thì thật sự cái finish nó cũng khá dày đó. Nói chung layer đối với những bước khác ở cái thời tiết Sài Gòn thì nó cũng khá là khó chịu. Nên và cái cảm nhận trên da mình để mà thấy rõ được nó sáng da hay không thì mình thấy nó không rõ lắm. Nhưng giá nó thì khá là mắc nha, nó mắc hơn so với những sản phẩm này luôn. Nên thật sự luôn là mình đánh giá là mình sẽ không mua lại Brightener của nhà Ante. Và cuối cùng là Viadam Despot. Thì đối với con Viadam này thì cái finish của nó mỏng nhẹ thoáng da, y chang như Everton luôn mọi người, rất là dễ sử dụng và mọi người có thể layer rất nhiều bước vẫn ổn. Nhưng đây là một cái điểm nổi trội của Viadam khiến cho mình không mua lại Everton, đó chính là cái con Viadam này nó sẽ có bản thành phần xịn hơn Everton. Despot tranexamic acid nó tới 5%, kojic acid, niacinamide, acid lactic thì nó đánh vào đến 3 tầng sắc tố của da luôn. Nên nó cải thiện cái vấn đề sắc tố trên da khá là tốt và ức chế rất là mạnh. Từ thời điểm mình dùng con Viadam Despot thì mình khá là dính luôn á mọi người. Nên đến thời điểm hiện tại thì vẫn sử dụng Viadam Despot và vote cho mọi người là nên mua Viadam Despot nha. Còn ba con này thì thôi không nên mua. Hạng mục tiếp theo chính là các dòng retinol mà mình đã trải nghiệm trong những năm vừa qua. Ở đây thì có rất là nhiều các khuôn mặt quen thuộc mà mọi người nhìn là mọi người sẽ nhận ra ngay. Hai dòng retinol đến từ nhà Jack O, Neuva, Off Music và Vivan.
Thì đối với nhà Neova, cái dòng brightener này là cái dòng đầu tiên mà vừa vào Việt Nam nó rất là viral, kiểu như ai cũng mua nó hết. Và mọi người kiểu như là người người mua, nhà nhà mua, bởi vì nó rất là dễ. Kiểu như là nó tưởng là một cái dòng kiểu như signature của ZO vậy đó. Tuy nhiên á, là sau một thời gian trải nghiệm thì mình thấy rằng nó sẽ focus vào câu chuyện là sáng da, nên nó đi những thành phần như là đậu nành, vitamin C, glutathione, nên nó rất là dễ nổi mụn. Nó chỉ dành cho những các bạn nào da không dễ nổi mụn và da từ 25, 27 đến trước 30 thôi. Tại vì nếu mà lão hóa nhiều thì nó cũng không focus nhiều đâu mọi người. Nó chống lão hóa cũng rất là nhẹ nhàng, sương sương thôi, nên nó rất là kén đối tượng sử dụng. Nên đây là một dòng mà mình nghĩ mình sẽ không mua lại, và mình cũng khuyên mọi người là không nên mua nếu như không gặp những vấn đề như mình đã nói. Và nếu mà da sơ hở nổi mụn, sợ nổi mụn thì thôi tránh nó đi, chọn những option khác nó sẽ ok hơn. Dòng tiếp theo sẽ đến từ nhà ZO luôn, đó chính là dòng Retinol Wrinkle. Thì đây là một cái dòng nó focus vào câu chuyện làm chống lão hóa rất ok luôn mọi người. Nó giải quyết những cái vấn đề của một cái da lão hóa rất nhanh chóng và ngắn gọn. Tuy nhiên thì nó sẽ đổi lại là nó rất là dễ bị kích ứng và bong tróc nha. Mọi người phải sử dụng những cái phục hồi phải thật là mạnh thì mới đi với nó được, chứ không thôi là mọi người sẽ không qua được cái thời gian đầu tiên với nó đâu, vì nó quật rất là mạnh luôn đó. Nhưng hiệu quả đem lại thì rất là nhanh chóng, và thời điểm mà cái da mình tả nhất á, thì nó là một cái sản phẩm cứu cánh cho mình luôn. Đó là mình giải quyết tất cả những vấn đề của da mình bằng wrinkle. Và sau này nếu như mà da mình nó gặp lại cái vấn đề tả như vậy thì chắc là mình sẽ mua lại wrinkle. Nhưng mà thời điểm bây giờ mình đang rất là ok với da, tại vì da cũng không còn nhiều vấn đề nữa, chỉ muốn chống lại nhẹ nhàng lão hóa sương sương thôi, thì mình sẽ không mua lại wrinkle mà mình sẽ đổi qua một dòng rè khác, nó dịu nhẹ, nó dễ chịu hơn. Tiếp theo, đối với hai dòng rè đến từ nhà Neova và Op Music thì mình thấy Renew nha mọi người. Op Music thì mình có Renew. Thì đối với Neova Dual Matrix hay là Op Music Renew, nó sẽ hoạt động gần như nhau. Nó cho một cái kết quả chống lão hóa một cách gọi là rất, cũng rất mạnh mẽ như wrinkle, nhưng cái thời gian mà nó đem lại hiệu quả cho mọi người nó sẽ chậm hơn wrinkle. Đổi lại cho mọi người là nó rất là dễ chịu trong quá trình sử dụng, nó không có kiểu như đắm vô mặt như wrinkle. Nó sẽ đem lại hiệu quả không thua kém gì wrinkle. Tức nghĩa là hai dòng này nó đều sẽ cùng một cái đích đến, nhưng cuối ngày đều là kết quả như nhau. Tuy nhiên là hai dòng này thì nó sẽ chậm hơn nhưng đổi lại là sự êm ái hơn. Còn wrinkle nó sẽ có kết quả nhanh hơn nhưng mà nó sẽ khó chịu và kích ứng trên da hơn, và đổi lại mọi người phải phục hồi và theo dõi da kỹ hơn. Nó là như vậy. Và trong thời điểm này đối với cái da của mình là cái da không có quá nhiều vấn đề nhiều á, mà mình chỉ cần là chống lão hóa nhẹ nhàng thôi, thì mình lại thích hai dòng này hơn. Và chi tiết hơn thì đối với lại Renew là nó dạng serum, nó dễ chịu, mỏng nhẹ, thoáng da. Còn Dual Matrix thì nó dạng cream nên nó sẽ dày hơn. Thì mọi người nếu như cái nhu cầu giống mình, mọi người chọn một trong hai dòng này đều ok mọi người ha. Còn cuối cùng dòng Retinol đến từ nhà Vivin, thì bản thân mình cũng trải nghiệm dòng này, và dòng này thì nó sẽ focus cho những bạn nào bị mụn, vừa điều trị mụn vừa điều trị thâm, rất là ok. Và bản thân mình không phù hợp với dòng này vì mình không có mụn, nhưng mà mình lại rất là thích nó, bởi vì trong năm nay mình đã giới thiệu nó được đến với rất nhiều những cái người mà theo dõi kênh mình bị mụn. Nó giải quyết mụn cho mọi người rất là nhanh chóng và triệt để luôn, nó không có dây dưa ù ơi với dầu, nó không có làm cho mọi người bị mụn kiểu dai dẳng âm ỉ, nó đẩy mụn rất là gọn, kiểu như đẩy lên khô gôm cồi, đẩy lên khô gôm cồi liền luôn. Nên đây là một cái dòng mà mình sẽ recommend cho bạn nào bị mụn. Và còn một vài hạng mục nữa thôi, mình sẽ cố gắng đi nhanh hơn. Mọi người chịu khó pha một ly nước, ăn một chén cơm, nghe mình chia sẻ tiếp. Tiếp theo đây là hạng mục vitamin C. Thì đối với vitamin C, năm rồi mình có sử dụng 3 dòng, một là của Image, hai là của Neova và cuối cùng là của Teosan. Thì trong 3 dòng này mình sẽ thích Teosan nhất, bởi vì Teosan nó đi với RHA, nên buổi sáng mọi người sử dụng nó, mọi người chỉ cần là sử dụng một bước mà nó vừa cung cấp cái vitamin C để chống oxy hóa cho da, mà nó còn vừa cấp ẩm, cấp nước cho da luôn, nên nó rất là tiện, sử dụng một bước và được 2-3 nhu cầu. Và giá nó có cao xíu thì mình thấy nó cũng rất là xứng đáng, và cũng không cần bảo quản tủ lạnh này kia nọ gì hết, rất là ok. Còn đối với lại dòng vitamin C của nhà Neova thì họ có một cái chứng minh lâm sàng khá là tốt trong cái việc làm sáng da và chống lão hóa, bởi vì họ phối là công thức vitamin C đi với lại AHA và có một cái khả năng làm sáng da rất là ok. Mình thấy đây là một cái công thức mới cho những bạn nào mà lão hóa nhiều, có vấn đề về sạm nắng nhiều. Tuy nhiên là da mình thì không gặp cái vấn đề đó quá nhiều để mà quan tâm, nên nó không có khớp với cái nhu cầu của mình, chứ không phải là nó không tốt mọi người ha. Nên đây cũng là một con C đáng mua với những bạn nào có nhu cầu như mình đã nói.
Còn C của image thì cũng được một cái là nó tích hợp C và HA, nên mọi người nó cũng tương tự như RHA luôn, thì mọi người vẫn có thể sử dụng nó vào buổi sáng và không cần phải dưỡng ẩm hay là cấp nước thêm, một bước sau đó đến kem chống nắng luôn vẫn ok. Phân khúc giá con này thì rẻ bằng một nửa Teosan thôi, nên nếu mà bạn nào mà không có xài Teosan được thì xài image. Nhưng image nó sẽ phù hợp với những bạn nào làn da thường, nó là da khô, không hợp với da dùng bụng cho lắm mọi người ha. Năm vừa qua thì mình có trải nghiệm một dòng peel duy nhất thôi, đó chính là peel radical đến từ nhà ZO. Thì đối với cái con peel này á, mình cảm nhận á, là mình sử dụng lần đầu tiên nó bong rất là nhiều và rất là hiệu quả trên da, kiểu như nó làm cho da mình căng bóng mỡn ra rất là nhiều. Tuy nhiên là đến lần thứ hai và lần thứ ba thì cảm giác nó hơi bị lờn một xíu, cảm giác nó không còn quật trên da nhiều nữa và nó không bong. Và có peel mấy lần thì mình cũng không thấy cái da nó mỡn lên hay là nó đẹp lên. Nhưng mà mọi người thấy đi, hãng thì người ta bán full size như thế này mà bây giờ mình xài một lần rồi mình không xài nữa thì nó cũng phí đúng không? Nhưng mà những lần thứ hai, lần thứ ba thì nó lại khá khó đáp ứng đối với da của mình, nên mình thấy rằng nếu mà mua con này thì khá hơi phí tiền một xíu. Nếu như mà người ta tách xét bán lẻ hay như thế nào thì nó sẽ ok hơn á mọi người, nên đây là một sản phẩm mà mình sẽ không mua lại. Còn bạn nào mua thì có thể cân nhắc share với ai đó cho nó tiết kiệm. Và đây là tất cả những cái dòng kem chống nắng mình đã sử dụng trong năm vừa qua. Cũng có khá nhiều hãng khác nhưng mà mình bị mất cái vỏ đâu đó rồi. Và toàn bộ thì đều là high-end hết mọi người ha. Và mình không có cái niềm tin rằng là sẽ sử dụng kem chống nắng Hàn Quốc, bởi vì mình biết rằng công nghệ đến từ châu Âu thì nó sẽ bảo vệ da mình rất là tốt. Và bản thân mình rất là quan trọng việc bảo vệ da. Muốn chống lão hóa thì đầu tiên phải bảo vệ da tốt cái đã. Bôi thoa đồ xịn đồ gì mà chống lão hóa không tốt á thì nó cũng sẽ không ok. Nên mình sẽ mua toàn là kem chống nắng hàng high-end và đến từ châu Âu thôi. Thì trong đó có hai dòng kem chống nắng đến từ nhà ZO thì mình thấy nó khá là phí tiền, bởi vì nó không có kiểu như là một con thì size này chỉ có 45ml thôi, size cái là nó hết. Còn con này thì size rất là to, tuy nhiên là finish trên da cũng không có phải là quá xuất sắc và nó cũng rất là dễ bị chảy. Nói chung là kem chống nắng nhà ZO thì mua để trải nghiệm thôi, chứ còn kiểu đánh giá về tài chính thì nó cũng không có cái nào đạt được hết. Tiếp theo là kem chống nắng của nhà V-Item. Kem chống nắng nhà V-Item thì nó là dạng kem chống nắng vật lý, bôi cho những sau những liệu trình laser rất là ok. Nó ẩm, nó mượt da, nâng tông nhẹ nhàng thôi. Nói chung con này thì với mức giá khoảng 1,2 triệu thì cũng 59ml, 60ml. Mà với những cái trải nghiệm đem lại như vậy thì cũng được nha mọi người. Mua lại cũng được, không mua lại cũng được, cũng không có điểm nào xuất sắc mà cũng không có điểm nào chê. Kem chống nắng của nhà Hello Care thì finish quá đẹp rồi, lên da rồi ảo tung trưởng luôn, y như là mọi người make up vậy đó. Tuy nhiên là hao, vì nó là dạng treo mà, nên xài nó rất là hao. Và gần đây thì đồ hàng sách tay và hàng giả quá nhiều, nên cũng rất là lo ngại trong cái việc mua hàng. Và đặc biệt một cái là đi ra nắng thì nó rất là dễ chảy và cay mắt, nên đây là một cái con kem chống nắng chắc là mình cũng sẽ không mua lại. Kem chống nắng của nhà DBH thì trời ơi, finish quá đẹp mọi người ơi, nâng tông rất là đã luôn. Và con kem chống nắng của nhà DBH á, thì mình thấy rằng là size 60ml, mua tầm khoảng 1,1-1,2 triệu, mà cái finish như vậy thì rất là ok. Nó sẽ phù hợp với những bạn nào tùy làn da thường, đó là da khô, rất là đáng mua luôn nha mọi người. Nói chung là ai thích finish đẹp thì mua DBH. Còn cuối cùng là kem chống nắng của nhà Neva, khỏi phải dành lời khen quá nhiều vì đã khen quá nhiều video rồi mọi người. Size thì to, giá thì hợp lý, chống nắng thì khủng, finish cũng đẹp luôn. Trời ơi, rất là đáng mua. Hết một tuýp rồi, đã mua lại tuýp thứ hai rồi nha mọi người, và sẽ tiếp tục mua nữa, mua mãi trong thời gian tương lai. Ủa, còn nữa mọi người ơi, một con kem đến nắng từ nhà Skin Better. Con này mình mua với mức giá gần 2 triệu nhưng mà nó rất là bớt và bí, không thể nào tải được trong cái mùa hè Sài Gòn. Và đây là một con kem chống nắng phí tiền nhất của mình. Mình đã từng chia sẻ trong cái video những sản phẩm không mua lại, và bây giờ nhắc nhẹ qua như vậy thôi nha mọi người, sẽ không mua lại. Và cuối cùng sẽ là hạng mục kem dưỡng. Một cái là kem dưỡng mình bị mất vỏ rất là nhiều. Trong năm vừa qua thì mình sử dụng mấy loại kem dưỡng, là kem dưỡng đến từ nhà Teosan, con Advanced Filler nè, kem dưỡng đến từ nhà Neova, dòng Nitrobi, dòng Ultimate và dòng cả dòng Dela nữa, nhưng mà bị mất vỏ hết. Thì cái con Advanced Filler cũng là một cái con rất là đáng mua, bởi vì nó cho một cái finish mỏng nhẹ, thoáng da, thấm nhanh, kiểu ngậm nước rất là đẹp. Neova Ultimate cũng rất đáng mua vì nó làm giảm đỏ rất là tốt, và Neova Nitrobi cũng vậy luôn. Và đến thời điểm bây giờ, Neova Dela cũng là sản phẩm rất đáng mua. Nói chung là cũng trộn vía một cái là những cái dòng kem dưỡng mà mình trải nghiệm á, nó đều cho mình cái cảm giác rất là đã và rất là đáng mua luôn. Những dòng nào cũng thích hết, và chắc
chắn những cái dòng đó sẽ cân nhắc mua lại một dòng nếu như mà không thử đồ mới để chia sẻ với mọi người. Còn có cơ hội vẫn sẽ mua lại, và nếu như mọi người có tham khảo qua những cái dòng mà mình nói á, mọi người hoàn toàn có thể mua được bất kỳ dòng nào như mình đã kể mọi người ha. Vậy là xong một cái video quá dài luôn, tất cả những sản phẩm mình đã sử dụng. Và mình hy vọng một cái tập MT House của mình, mặc dù dài nhưng nó phải có nhiều ý nghĩa như vậy, nó phải có một sự so sánh rõ ràng như vậy. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ làm được thêm một tập MT House khác để gửi đến cho mọi người. Nếu mà mọi người cảm thấy thích nội dung này thì có thể để lại bình luận cho mình bên dưới video này mọi người ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người, và mọi người có thể cho mình một like, share và một subscribe cho kênh YouTube của Thuyên để không bỏ lỡ thêm những video tiếp theo mà mình sẽ ra trong thời gian sắp tới. Bye bye.